Kính chào các cô chú anh chị ạ. Dạ, lời nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị. Dạ, hôm nay là ngày 5 tháng 7. Hôm nay là ngày 5 tháng 7 là ngày cách ly thứ 9 của em ở đây ạ. Thì sáng nay là em đã dậy để tập thể dục. Theo nguyên tắc là ngày nào mình cũng ra mình dậy tập thể dục. Rồi bây giờ là chuẩn bị ăn cơm trưa. Thì chút xíu là em sẽ vô giới thiệu buổi cơm trưa của em với quý cô chú anh chị. Xong rồi buổi xế chiều là em sẽ lên lau cầu thang từ phòng ngủ của mình và em sẽ lên sân thượng chảnh tập thể dục và tưới cây ở trên chảnh nha quý cô chú anh chị. Có gì em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị xem cái ban công mà trồng cây trên đó. Là em chỉ được phép từ đi phòng đây, phòng này toilet và đi lên trên sân thượng để xem tưới cây, trồng cây và giặt đồ, giặt giũ rồi ở trên chảnh. Dạ thì chiều nay em sẽ giới thiệu cái không gian mà tập thể dục và trồng cây của em ở chảnh gửi đến quý cô chú anh chị ạ. Đây em gửi đến quý cô chú anh chị. Dạ, buổi sáng nó yên tĩnh lắm quý cô chú anh chị ơi. Cái nhà bên kia thì sáng là dắt xe ra mà có bé đi tập thể dục bên kia, nó mới chỉ vô với cô chú anh chị. Dạ bây giờ hồi nãy em có mới bưng cơm vô rồi, bây giờ sẽ dùng cơm trưa. Dạ em xin phép là mời quý cô chú anh chị dùng cơm trưa với em ạ. À, bây giờ em xin vô giới thiệu cơm trưa của em là gồm có những món gì gửi đến cô chú anh chị xem. Ở đây em giới thiệu đến quý cô chú anh chị về bữa cơm trưa của em ngày thứ 9 cách ly ở đây ạ. Đây cơm trưa nãy em cũng mới bưng vô, cũng làm các thủ tục giống như hôm qua nha quý cô chú anh chị, cũng đeo khẩu trang rồi ra lấy thôi. Đây là cơm, đây là canh rau, canh mùng tơi với tôm khô. Còn đây là cam, đây là trứng, rồi đây là nước mắm, rồi cũng đầy đủ quý cô chú anh chị ơi. Dạ thôi bây giờ Khánh mời quý cô chú anh chị dùng cơm với em ạ. Dạ, em xin phép bây giờ để em đặt cái máy quay xuống để ăn cơm, mời quý cô chú anh chị ăn cơm cùng em ạ. Dạ bây giờ Khánh xin phép mời quý cô chú anh chị dùng cơm với em ạ, dùng cơm trưa với em. Dạ thì nãy giờ em cũng có giới thiệu về mấy cái món mà ở đây rồi đó quý cô chú anh chị. Còn có trứng chiên, canh mùng tơi và cam, cũng bữa nay ngày nào cũng trang bị xê hết đó quý cô chú anh chị ơi. Dạ thôi bây giờ em mời quý cô chú anh chị ăn cơm ạ. Này canh mùng tơi nấu với tôm khô quý cô chú anh chị ạ, nấu với tôm khô. Ngọt ghê luôn á, ngọt lắm cô chú ơi. tôm khô mình nấu nó canh á, mình đập dập ra, mình ngâm nước xong mình đập dập ra á quý cô chú anh chị. Mình đập dập ra rồi mình trước hết mình phải ngâm nước mình rửa rồi. Tại thường thường á mấy cái đồ khô thường nó có cát ở trong á cô chú anh chị ơi, nên mình rửa qua xong mình ngâm cho nó mềm rồi mình đập dập ra nấu cho nó mau ngọt hơn. Bữa nào hết cách ly về nhà cho anh ăn rau bữa với cô chú ơi. Nãy thấy là nãy nhà Phong á nó quay clip nó đi bắt cá của chú anh chị, cá đó mà mình phải sạch cá rô rồi á. Cá đó mình đem lên mình ngâm muối xong mình ngắt cái bụng nó ra, làm sạch ngắt bụng rửa sạch rồi mình chiên xù xong rồi làm nước mắm chua ngọt á, nước mắm chua ngọt ăn với rau là hết sảy luôn quý cô chú anh chị. Cá nó chiên xù là hết sảy. Này nhà nào á, nhà mẹ
mẹ rồi mấy anh em đâu cả nó phòng đồ điện thoại nhắn tin liên tục à. Mẹ nhà chắc điện mấy lần. Ở đây không biết làm gì hết, thì làm việc xong lúc rảnh đó. Rảnh là em chạy ra lau phòng đây, lau ngoài đây, lau ngoài chỗ ban công để mình nằm võng. Bên này là cái dự định của em là sẽ giờ mình cũng không nằm trong đây thì cũng hoài cũng mệt, nó khó chịu lắm. Thì ngày chút xíu mình sẽ ra lau cái cầu thang ngoài kia chứ thôi, lau toilet xong rồi mình em sẽ lau lên trên ban công luôn, lau sân thượng chứ, sân thượng trên đó. Tại vì ngăn cái đó là không có cho ai lên, thì sân thượng nó chẳng chắc em lên chẳng được. Mình chẳng này thấy có cây, mấy cái cây và cây kiển đồ trồng nó chẳng á, xíu lên chẳng đứng tưới luôn. Chút xíu em lên em quay em tưới rồi vệ sinh chẳng đó, có gì em chia sẻ cái không gian em chẳng cho quý cô chú anh chị xem luôn nha. Ở ngoài trời đang chuyển mưa á, đang chuyển mưa đen luôn á cô chú anh chị, gió quá trời. Hiện bây giờ là 10 giờ nha cô chú anh chị. Đã đây em làm việc rồi cũng tương đối là không bị xong rồi. Giờ cũng đem ra xem clip. Cái TV là mở clip của Phong ba bắt cá. Dạ. Đây trứng chiên này cô chú anh chị ơi. Dạ, em mời cô chú anh chị ăn trứng nè. Trứng chiên này chiên lạc hạt nè, xong mình chấm với nước mắm nè, có nước mắm ớt, nước mắm ớt nè, nước mắm này nước mắm mặn. Ở dưới em mới thường nước mắm mặn là mình rót nước mắm chế ra xong mình lấy ớt mình dầm bỏ vô, còn nước mắm chua ngọt là mình pha để đường chanh nữa cô chú anh chị. Này ra không biết là ngọt không chứ hôm qua ăn thơm á, ăn thơm là chua lè luôn. Rồi coi chú chị nó kiếm trường của em đó. Cái này là nước xả đi gừng, em pha nước ấm nè, uống liên tục luôn. Để đây chút chứ đừng ăn cho anh bún. Không sao cho nó thời gian nó qua nhanh nhanh á, cái gì đi ra khỏi chỗ này để về làm mấy cái chương trình thiện nguyện rồi đi làm rồi cho nó không có gò bó của chứ anh chị ơi. Chứ này có chỗ không có đi được, dạng như là đi đó đi đây rồi nó khó chịu bất rứt lắm. Qua nay em đăng cái clip kia lên mà cô chú anh chị không có bình luận mà cần nấu món gì hết. Thì em nấu nấu nhìn nó đẹp quá mà không biết ngon hay không đây. Qua ăn thịt mà ngồi nhai mà thịt nó dai quá, nhai lâu luôn.
sáng giờ là em kho nó muối hai lần rồi đó, kho nó muối hai lần, mẹ nó cho anh điện xuống hai lần. À, sáng giờ quên lắm, không biết là sáng này không có đi test chưa nữa. À, chút xíu là xíu ăn cơm xong có gì điện thoại cho Phong hỏi nó có đi test chưa. Điện thoại là chẳng hỏi làm gì, chẳng làm gì tới đâu rồi, có gì cho Phong lên test, test Covid đó cô chú anh chị. Tại vì lúc này á hầu như là mấy bệnh viện nó làm việc vô chừng lắm, lịch nó làm việc như vậy á, nhưng mà nếu mà có một ca dương tính á, mà dương tính là nó ngưng liền, nó ngưng là nó phong tỏa, là nó không có tiếp nhận người vô test gì hết á. Tại hôm em cũng bị một lần rồi, mình vô chạy lên thì một chạy lên 10 giờ rưỡi chạy lên trên bệnh viện Triệu An, xong rồi chạy chẩn đó, vô hỏi test có test không, là có làm, nhưng mà chiều quay lại, chiều quay lại tại vì trong trống đang có ca dương tính cần phong tỏa. À, em nghe dương tính xong thì em chạy về luôn chứ ai vô nữa cô chú chị. À, biết là nó có dương tính nó xong rồi nó phổi phẫn, nó sát phẫn rồi có đảm bảo hay không, rồi mình về để cho ở sẵn là làm cho nó kỹ qua ngày hôm sau mình lên cho nó chắc. Tại virus này trong không khí mình đâu có thấy được nó đâu mà mình né được. Gió quá cô chú anh chị ơi, nãy em có ra ngoài quay đó cô chú anh chị thấy không, yên tĩnh lắm, nên là cái khu này là để nhốt cho cách ly là thoải mái luôn. Ngoài này thấy cô chú anh chị thấy không, ngoài thì món xào thì bỏ dĩa này, cơm thì bỏ vô cái thố này, tôm là dĩa này, bây giờ thì canh món canh thì bây giờ canh bỏ vô cái thố này, cơm bỏ dĩa này. Thì bây giờ trong đây là có coi như là ngày nào á cũng có hai ba dĩa, là hai dĩa đựng đồ ăn, dĩa đựng trái cây, một cái thố, cứ vậy thôi. Nguyên bộ đồ nghề này là coi như là em sử dụng ở đây là tới hết cách ly luôn á cô chú anh chị. Tại vì để kỹ á nên là cái vật dụng của em xài là coi như là sử dụng là từ đầu tới cuối luôn chứ không có đổi. Ăn xong chúng mình chuyển ra ngoài để sát khuẩn rửa, xong rồi chiều nó đưa lên cũng cái bộ này à. Nãy em để cơm nó hơi nguội á, nên giờ ăn chan canh cho nó dễ ha. Cô chú mà không quay tiếp mà gửi lên trò chuyện với cô chú chắc ở đây chắc mình buồn chết quá. Đi thiện nguyện thì cũng đi được, làm lặt vặt thì cũng làm, đi làm ngoài thì cũng không làm được, thì cũng có chỗ ở đây à. Cô chú thương em thì xem clip và có gì cô chú cũng gửi bình luận ở dưới, có gì em đọc trả lời quý cô chú anh chị à. Thực sự là buồn á, buồn lắm, nằm mà lấy cái clip lên coi tới coi lui hoài luôn, coi các cô chú anh chị xem á
xem bao nhiêu lượt xem rồi, giờ có bao nhiêu bình luận, có bao nhiêu bình luận để vô trả lời, để vô xem bình luận ủng hộ của cô chú, đừng cho nó đỡ buồn. Vô xem mà cười tủm tỉm luôn. Cái nào ra cứ thì hai anh em đi quay gửi đến cô chú anh chị xem. Nhà em là có bốn anh em trai không à, chắc không, nó cũng chưa có giới thiệu đâu. Bốn trai em là anh trên của Phong, Phong là út trong nhà cô chú anh chị, còn hai anh trước là cũng lập gia đình rồi, ở riêng hết rồi. Hai anh trước thì đi làm có công việc ổn định hết, còn em với Phong là cũng em thì cũng đi làm lạc giặt vậy đó, cũng làm công nhân rồi đi quay thiện nguyện với Phong á. Này con cái đỏ, cái vỏ trứng còn nguyên luôn, đập ra nó vớt cái vỏ vô thôi chúng gì, xem chút lại là bẻ ràng luôn. Còn một hộp cơm luôn á, rạch sạch luôn, không còn một hộp cơm luôn của chú chị ạ. Giờ đổ xuống là xong luôn, không có nớt hộp nào á. Dạ cầm còn miếng trứng chắc cũng tém hết luôn chứ, trứng mình kẻ nước mắm vô nó mặn mặn nó dễ à. Này chưa có, ráng ăn nhiều vô cô chú chị ơi, ăn nhiều vô cho có sức đề kháng á. Này quan trọng là mình phải vui và có nó có đề kháng để nó vượt qua cái dịch này, và Covid này thì người nào mà yếu suy nghĩ nhiều nó dễ vô lắm. Sáng nào quá em cũng ra đây, em ra đây hết đất, hết đất ngồi đây 15-20 phút rồi, xong rồi vô đánh răng trước mặt. Còn buổi tối nữa, tối khuya thường mấy hôm nay em đăng clip lên nó còn là khuya mới đăng không à, tại vì ban ngày cũng vòng giải quyết công việc rồi á, xong rồi nói chuyện ban ngày thì nói chuyện giải quyết công việc vòng vòng tới, xong rồi quay clip này nè, xong rồi chỉnh sửa vòng vòng tới 8-9 giờ gì á, mà đăng lên mạng ở đây nó chậm quá, xong mà chỉnh sửa đăng lên vòng vòng tới 9-10 giờ, nên là mỗi lần đăng lên á khuya không à, nhiều lúc đăng lên khuya á quý cô chú anh chị đâu có xem được, lên thấy xong rồi nằm buồn, khi quá đăng lên khuya nằm buồn không ai xem hết, nằm buồn cái qua ra ngoài giống nằm đưa toàn ten đợi bình luận đi, đợi có được xem nào không, xong rồi cái nằm đó xong rồi vô tập thể dục, để điện thoại xuống tập thể dục cũng 15-20 phút nữa là rồi cũng ra đó đứng, tối nó yên tĩnh lắm cô chú chị, không có dính dấp tới ai hết đó, ra đó hết đất tiếp,
đất 15 20 phút luôn, vô lau người cho mà ngủ. Ngày nào cũng vậy hết, trung bình là chắc cũng mới tính ra 11 12 giờ á. 11 12 giờ là bắt đầu là mới ấy, là 12 giờ mấy là vô nằm ngủ. Sáng là dậy sớm mà. Dạ, nằm ở đây thì có một mình thì nó bức rứt vậy, cứ thức khuya thì dậy sớm vậy cô chú chị. Dạ. Cô chú anh chị xem á, để bình luận là nhiều nhiều lượng em đọc đỡ buồn. Cô chú anh chị nè, gửi bình luận cho em nè, trông chờ luôn, em trông chờ bình luận luôn á, để đọc xem rồi cô chú ủng hộ rồi chia sẻ rồi khuyên này khuyên kia rồi góp ý rồi á. Thôi dạ. Quên bỏ miếng trứng, hãy quên miếng trứng ngoài đây nữa cô chú ơi, bỏ miếng trứng ngoài đây nãy giờ quên, còn xíu à, để em giải quyết nó luôn. Trứng này trứng chiên lạc à, chiên lạc để mình chấm với nước mắm á, mình chấm chấm xíu ăn không cũng được, cũng không à, thế là không. Cơm trưa xong một buổi cơm trưa. Đi rửa miệng luôn cô chú chị ơi, khỏi rửa miệng luôn, uống miếng nước này, nước xả. Dạ, nước này là nước xả gừng nấu ấy, nước nấu chế rồi thôi. Uống xả gừng để cho nó ấm á cô chú chị. Rồi thôi, mời cô chú anh chị dùng cam. Đây. Dạ em xin phép mời cô chú anh chị ạ. Đây, lấy trước đi. Cái này nó có chua không? Này là có xê nè cô chú anh chị ơi. Này là ăn xê này thì khỏi ăn xê này thì khỏi uống xê tiên. Nó đỡ hơi thơm hôm qua nhưng mà cũng chua, chua chua ngọt nhưng mà nó cũng đủ để có xe rồi đó. Thôi ê răng quá cô chú chị ơi, cái này cam mình chắc cam pha quá. Như đây được rồi cô chú thì dạ, nãy giờ thì em cũng trò chuyện với cô chú á, cô chú ăn xem là em nãy trò chuyện với cô chú nãy giờ cũng lâu rồi. Thôi bây giờ em đóng clip ở đây, em xin phép đóng clip ở đây ạ. Dạ, chúc cô chú anh chị là có buổi chiều là vui vẻ, để chút xíu nghỉ khoảng một tiếng đi, có gì
em sẽ lên giới thiệu cái không gian mà ở trên em phải lau công việc mà để làm cho có sức lao động á, cho nó đổ mồ hôi, là em sẽ ra ngoài em lau cái cầu thang và em tưới cây trên cái tranh thủ. Nãy giờ thì em nãy giờ nghỉ ngơi cũng được 1 tiếng rồi, mình ăn cơm xong mình nghỉ 1 tiếng rồi, bây giờ mình tiếp tục công việc của mình nha quý cô chú anh chị. Thì nãy em có nói là bây giờ sẽ đi lên vệ sinh cầu thang, vệ sinh cầu thang và lên sân thượng để tưới cây, lên sân thượng tưới cây nha quý cô chú anh chị. Bây giờ mình đi lên trên, tại ở đây nè quý cô chú anh chị, cái màn của phẩm này, cái chỗ mà lấy đồ ăn ra đây, còn đây là cái toilet. Thì chút xíu mình sẽ vệ sinh lau cái toilet đi nè, lau cái toilet đi, lau cầu thang này. Đây cái cầu thang này mình đi lên trên đấy, mình chỉ được phép đi lên trên đây thôi cái hàng này. Đây quý cô chú anh chị đó, nên mình sẽ ngăn rồi, không có đi xuống dưới được, không cho phép mình đi xuống dưới được nha quý cô chú anh chị đó. Dạ giờ mình đi lên lên trên thôi. Đây nãy mình quên mở đèn đó, quý cô chú anh chị đó, mình đi ở đây, đi đây đi dưới thôi quý cô chú anh chị, có hai ở lên trên, trên đây là chỗ phơi đồ, phơi đồ với trồng cây, ba cái cây kiểm gì ở đây. Đây chỗ này là chỗ tập thể dục của mình với em này quý cô chú anh chị. Đây đây mình lao ở đây rồi, là cho phép mình đi trên, được cho phép đi lên trên này. Đây không ở dưới trong phòng, mấy bữa nay là mình mấy ngày đầu tiên á, là ở dưới phòng dưới thôi, dưới phòng dưới kia kìa này quý cô chú anh chị đó, phòng dưới đó, đó là phòng của mình đó. Đây cầu thang đi xuống, mấy hôm trước là mấy ngày đầu là không có được, không có cho phép mình đi lên trên này luôn. Và bây giờ là bữa nay tới ngày thứ 9 rồi, là bây giờ là em đi trên lên trên này được để giặt đồ, phơi trên này, phơi trên này và tập thể dục phơi trên này luôn quý cô chú anh chị nè. Đây là phơi đồ tập thể dục trên này, ở đây là mấy cây cây kiểm gì nè, này em cũng không biết nữa, em thấy thấy có trồng cây ở đây thì em lên em tưới, làm mình làm lao động được cho nó quên, cho nó mau qua ngày tháng thôi. Nè quý cô chú anh chị đó, cái cây nè, cây này cây gì thì em cũng biết nữa. Nè cô quý cô chú anh chị xem mà có biết cây gì á, quý cô chú anh chị để bình luận lại cho em biết á, chứ thực sự thì em không biết cây gì thiệt. Cây này nữa, cây này luôn, cây này cây gì quý cô chú anh chị. Nè cái này nè, tóc hôm nay cách ly ở nhà tóc cũng dài, không có hớt được, tóc cũng dài nó khó chịu. Nè cô chú anh chị, cây này cây thứ nhất, chậu thứ hai, chậu thứ hai, chậu này chậu gì em không biết luôn. Con này giống như lan quá à, này giống như lan mà thực sự thì em không biết cái gì luôn. Có mấy cái giống lan thì em biết chứ mấy cái cây này không biết. Cây là thứ ba, chậu này là chậu thứ tư, này là chậu gì cô chú anh chị. Chậu này là chậu gì, chậu thứ năm. Đó, cũng đầy đủ hết à. Đây. Này nữa. Này, này, ở đây trên đây mình có hai chậu này luôn. Hai chậu này luôn. Nè cô chú anh chị, để em đi xa ra để cho cô chú anh chị nhìn nó rõ hơn. À, có một cây là em biết nha cô chú anh chị. Đây, cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ là em biết. Đó. Đây cô chú anh chị thấy trên đây sao? Trên đây là tập thể dục là ok luôn. Một mình trên đây tập thể dục, lăn lộn cho đây luôn á quý cô chú anh chị nè. Em lao hết cái khu vực này để em tập thể dục ở đây nè. Đây là khu tập thể dục của em. Cái khi tối là hết, em hết đất thì hết ở trên ban công mình trước. Trước phòng thì cái đó thì mình đó là mình tập nhẹ thôi, lên đây mình tập coi như là chiến đấu lâu dài, trên đây mình tập nửa tiếng 1 tiếng ở trên này nè. Nên là em lao đây. Ở đây có đầy đủ hết. Rồi đầy đủ đồ nghề của em á.
cây lau nhà, cây lau nhà luôn. Đây là quý cô chú anh chị. Đây nó rung máy, máy em cầm máy nó hơi rung. Đây lau nhà này, bột giặt nó đầy đủ hết. À, quý cô chú anh chị xem. Bên đây luồn lắp cây rồi, nhìn cũng được lắm quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy không? Đó. Đây. Đây mấy cái nhà kế bên đó nè, cô chú anh chị xem nè. À, như em có chia sẻ đó, cái nhà kế bên này nè là người ta không có ở. Còn cách một căn nhà là nhà bên kia là có người. Có người ở, cứ cách một căn có người ở. Và ở đây làm là ở đây là cách ly tập trung là ok luôn. Bên đây cũng vậy luôn. Cái bên đối diện nhìn qua đây luôn. Này cô chú, tại vì em lấy cái đây có cái màn che là thôi, chứ bên đây là cũng là nhà đâu trên đây á cô chú, cũng giống như bên kia vậy đó. À, là chút xíu là em sẽ lau cái khu vực này, ngày nào cũng lau hết đó cô chú anh chị, ngày lau một lần lau rồi tưới cây, cứ ngày nào cũng vậy, lau tưới cây sáng hoặc chiều phải làm. Ngày làm lần vậy cô chú anh chị, làm để cho mình có lao động mà vừa tập thể dục mà vừa lao động luôn á. Cô chú anh chị thấy không, trên đây thấy nó cũng thoáng mát lắm. Hồi nãy đang trời mưa, chỉ mưa hồi nãy lúc mình ăn cơm là nó giông gió, bây giờ nó mưa lâm châm mà nên trời nó thấy nó cũng mát mẻ. Đây, cô chú anh chị xem thấy. À, nãy giờ thì em đã gửi tới quý cô chú anh chị về cái không gian mà sinh hoạt là tập thể dục của em ở trên này. À dạ, bây giờ thì em sẽ làm nhiệm vụ lau chùi quét dọn ở đây và tưới cây. Dạ bây giờ em xin phép đóng clip ở đây. Dạ em xin phép đóng clip ở đây nha cô chú anh chị. Dạ kính chúc cô chú anh chị có một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ. Dạ em xin phép chào cô chú anh chị. À, hẹn cô chú anh chị ở những clip sau ạ. À.